Xin kính chào các quý tín giả của đại Svetlana Khắp mọi Nơi. Lần nữa tôi được xin hạn để trở lại trong cái chương trình thi học ngày hôm nay với cái đề tài là thuốc đắng giả tật. Từ trước chúng ta đã bàn về vấn đề khổ qua. Lần này chúng ta sẽ bàn về cái một cái chất gọi là khổ qua. Một chất rất là bình thường mà quý vị tôi nghĩ là ai cũng có thể biết được và hiểu được. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng có đủ thời giờ để suy nghĩ lại tại sao chúng ta có cái khô qua và nó từ đâu mà có và tại sao chúng ta có những cái thỏi chocolate chúng ta ăn được thì câu chuyện nó bắt đầu có thể là khoảng bốn ngàn năm trước nhưng mà nó đa số là những cây cacao là cacao được trồng ở Mỹ và Trung Mỹ mà thôi và cái hạt cocoa là cái hạt chính là cái chất mà để chính để mà tạo ra những cái chất chocolate mà chúng ta ăn nó có hai phần một cái phần đặc và một cái phần béo thì chúng ta không phải là biết ơn ông mà Columbus về tìm ra cái châu Mỹ Latin nhưng mà cũng nhờ ông mà chúng ta biết được cái chất khẩu khoa này. Tại vì ông đến khoảng trong Mỹ Latin cái dùng Bahama, dùng Nam Mỹ, Bể à, thì khoảng 492. Nhưng mà tới năm 1502 thì một trong những cái à, người của ông là Hernández Cortes được hoàng đế Montezuma của xứ Aztec tức là cái thuộc dùng quần đảo Bahama mời đến để mà dự tiệc. Và trong khi đó thì ông được đãi uống một cái chất khẩu khoa và ông rất là thích cái, cái cái chất nước uống này và chính vì vậy ông đã mang về cái xứ Tây Ban Nha là Spain về để người Mỹ sử dụng trong những cái tiệc rất là đặc biệt và họ pha trộn coca với các chất khác như đường vanilla và quế để có cái mùi thơm để mà giúp cho người ta thích thú và chỉ có giới thượng lưu châu Âu lúc bây giờ mới được thưởng thức cái 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 loại nước mà coca này mà thôi nhưng mà những nhà thương mại thì họ thấy là cái, cái chocolate này có thể đầu tiên có thể bán được về họ mở những cái tiệm đầu tiên à 1659 tại Pháp và sau đó nó tràn lan tới Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ nhìn lại những hình ảnh của cái cocoa nếu quý vị nào không có cơ hội để biết thì chúng ta thấy là cái trái cocoa này thực sự nó có một cái trái nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái hạt ở phía bên trong nó được bọc cái vỏ trắng bên ngoài và chính những cái hạt này làm ra chocolate. Chúng ta nhìn kỹ những cái hạt này thì phân tích ra các, các khoa học gia đã nghiên cứu thấy có cái gì trong đó. Chúng ta phần lớn là 50% là chất béo, 31% chất đường, 11% chất đạm và 1% là chất khoáng. Còn cái chất đắng của hạt cacao thực sự đó là cái dược tính của cái hạt cacao. Tuy nhiên khi chúng ta ăn thì chúng ta sẽ không có cảm thấy cái vị đắng tại vì tất cả nó pha bà sữa bơ đường vân vân thành những cái thỏi kẹo, những cái bánh sinh nhật hay những cái thỏi chocolate và cái ly chocolate cacao để chúng ta uống. Thực sự những cái điều này chúng ta nên tránh thì thực sự không có mấy cái chất thực sự đắng cocoa nó nằm trong đó. Thì chúng ta thấy là hiện nay những quốc gia trên thế giới họ sản xuất nhiều cái chất cocoa nhưng mà đa số nên sức nghèo từ Phi châu giống như là Ghana, Nigeria nhưng mà châu Mỹ, Brazil, Palais và Mỹ họ sản xuất nhưng mà họ không có khả năng để tạo ra những cái cục chocolate hay những cái loại chocolate đặc biệt để mà bán và họ đa số bán cho những cái quốc gia giàu có trên thế giới như Hoa Kỳ, Đức, Switzerland và Mỹ để sản xuất. Tại sao như vậy? Tại cái tiến trình sản xuất chocolate nó rất là khó khăn như quý vị thấy. Trong cái mô hình trước mặt quý vị quý vị thấy đầu tiên chúng ta thấy có cái hạt Hạt đó phải được ủ lên men trong khoảng 7 ngày để cái giỏ nó mềm đi, nó tróc ra. Và sau đó thì họ mới lấy cái hạt ra, họ làm xấy khô đi. Và từ xấy khô đó mới tán nhỏ và nó mới nghiền ra bằng máy để mà nó thành bột. Và sau đó họ rang xấy để mà nó có mùi thơm đặc biệt của cái cocoa. Và sau đó mới chế biến thêm những gia vị, thêm đường, thêm bơ nhân dân để chúng ta có chocolate. Trong cái tiến trình đó, hiện nay những cái kỹ nghệ thực phẩm đã, đã biến thành, chúng ta thấy nó hết sự vĩ đại. Và tôi chỉ trình bày quý vị một hình ảnh cho thấy là để có những cái cục chocolate chúng ta ăn thì nó đã qua một cái tiến trình hết sức là đặc biệt từ một trái hết sức là đặc biệt là trái qua mà thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng ngày hôm nay là cái chất gì nó có trong cái khoa Đó là cái điều chúng ta cần biết. Nó có một chất đặc biệt là flavonol đó là một cái chất antioxidant là cái chất mà chống lão hóa và ngoài ra nó có chất chlorpromide và caffeine chlorpromide nó giúp cho cái cuốn phổi dễ thở hơn dùng cho những người xuyến và caffeine nó giúp người phấn chấn giống như uống cà phê nhưng cái lượng của nó là 0,7% so với cái hạt cà phê là 1,2% caffeine nhưng mà có một chất mới người ta tìm thấy là cái chất amandamide amandamide này nó có tác động trên cái não cùng cái điểm tiếp nhận của marijuana giống như cái tác động của chất cần sa để làm cho người ta rất là thích thú cái người nó phấn chấn và có thể sử dụng lâu có thể gây ra cái chất nghiện thì trong những cái giá trị dinh dưỡng chính và dưỡng tính chính của cái coca người ta quan sát thấy là những người Indian ở đảo cima ở panama họ sử dụng hai ba tách coca mỗi ngày thì theo cái nghiên cứu về uh, dịch tễ học tỷ lệ cao gấp họ rất là thấp chỉ có hai hai trong dân số dù là họ lớn tuổi và ít bệnh tiểu đường ít bệnh tim và những cái tài biến mạch máu nào tại sao như vậy người ta cảm thấy là trong cái câu khoa nó có một chất antioxidant mà chỉ có trong cái dark chocolate hay là cái cocoa mà lỏng thì mới nhiều nhất thôi chứ không phải rượu đó là 1400 cái dark chocolate có 170 mg so với cái rượu chắc đỏ chỉ có 22 mg mà thôi và trong cái chất cocoa thì nó có chất làm giãn nở mạch máu qua trung gian của chất là nitric oxide nitric oxide này nó làm cho cái mạch máu giãn nở thành ra cái cái huyết áp nó thấp và nó giúp tăng cái cảm giác dễ chiều và hăng hái và giúp bớt căng thẳng theo những cái tài liệu của Luma Linda University ở tháng 4 2018 Tuy nhiên với những cái lợi đó Chúng ta vẫn thấy có những phản phụ Tại vì nó có chứa nhiều chất carbohydrate, hoa Thì ra rất cẩn thận cho người tiểu đường Nếu chúng ta ăn chocolate Có thể lên ký nhiều, nhiều chất béo Tuổi gì thành niên có thể tăng mụn Và nó có thể làm khơi động Những cái nhức đầu thống migraine Và có thể làm cho nghiện Giống như cái chất mà tôi nói Nếu chúng ta ăn thường xuyên mỗi ngày Lời khuyên của chúng tôi là Muốn hưởng được cái dược tính tốt những đặc tính vốn của cái cocoa thì chúng ta nên dùng đặc chocolate tức là nhìn cái cái chocolate nếu thấy trên 70% mà ăn có gì đắng đó là đặc chocolate dùng ca cao bột có ca cao trên 70% tránh tất cả những loại chèo chocolate hay là bánh chocolate tại vì nó không có hàm lượng chocolate nhiều trong đó tại vì sử dụng ít cocoa qua sẽ có lợi cho cơ thể đặc biệt là về huyết áp và chúng ta có thể dùng cocoa nếu không uống được cà phê Thực sự những cái điều tôi trình bày thực sự nó rất rất là phổ quá và quý vị có thể nhớ là khô qua nó có lợi cho cái sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên trong cái sự cẩn thận của về khoa học, khoa học nó thay đổi không ngừng. Kiến thức nó sẽ thay đổi theo sự nghiên cứu, theo sự phát triển kỹ thuật. Chúng ta sẽ càng ngày, ngày càng biết thêm những cái chất trong cái cô qua. Sự biết hôm nay có thể sẽ không còn áp dụng được trong tương lai 10 năm, 20 năm nữa. Tuy nhiên, kiến thức lúc nào cũng có thể bị ảnh hưởng của định kiến hay bị sử dụng vì lợi dụng thương mại khi người ta quảng cáo chocolate thì ra chúng ta dễ bị lầm sử dụng những loại chocolate mà thực sự nó không có giá trị về phương diện trực tính à, tôi xin chấm dứt cái phần trình bày ngày hôm nay và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn lại vào mỗi thứ sáu đầu tháng quý vị có thể xem lại bằng cách vào youtube và đánh chỉ đánh bốn chữ bản tin đi học quý vị sẽ tìm thấy một lớn những cái cái phần trình bày học của chúng tôi ngày hôm nay lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay